vụ thảm sát làng phong nhị ở Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc thời gian gần đây. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm yêu cầu chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và bồi thường hơn 30 triệu won cho bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên đơn có người thân chết trong vụ thảm sát. Đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với các nạn nhân vụ thảm sát năm 1968 tại Quảng Nam. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 2 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong súp khẳng định là lính Nam Triều Tiên đã không hề gây ra các vụ thảm sát trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Đồng thời cho biết chính phủ Seoul sẽ kháng cáo phán quyết của tòa ra lệnh bồi thường cho một phụ nữ Việt Nam có người thân bị giết năm 1968. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong súp nhấn mạnh là tình hình ở Việt Nam vào lúc ấy rất phức tạp. Ông khẳng định có nhiều trường hợp những người mặc quân phục Hàn Quốc nhưng lại không phải là lính Nam Triều Tiên. Bộ trưởng Lee Jong sút cho rằng phán quyết của tòa làm ô danh quân đội Hàn Quốc. Trước đó, ngày mùng 9 tháng 3, hai ngày sau khi có phán quyết của tòa án quận trung tâm Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã kháng cáo phán quyết của tòa án. Theo báo chí Việt Nam, ngày mùng 9 tháng 2, khi được hỏi về phán quyết nói trên của tòa án Seoul, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam coi trọng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nhưng với chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai việt nam mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác cùng có lợi với hàn quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh còn phó phát ngôn viên khác của bộ ngoại giao việt nam bà phạm thu hằng cho biết chúng tôi rất lấy làm tiếc trước việc chính phủ hàn quốc kháng cáo phán quyết của tòa án và việc này không phản ánh đúng sự thật khách quan đối với vấn đề này việt nam chủ trương gác lại quá khứ hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử và trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần vào củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như nhân dân hai nước. Bà Nguyễn Thị Thanh là một trong số ít những người sống sót và đã mất gia đình trong vụ thảm sát 74 người do lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 Hàn Quốc gây ra ở làng Phong Nhất Phong Nhị năm 1968. Bà từng được Bảo tàng Hòa Bình mời đến Hàn Quốc năm 2018 để làm nhân chứng cho vụ thảm sát ở làng Phong Nhị. Bà cho biết vô cùng vui mừng về phán quyết của tòa vì đó sẽ là niềm an ủi hương linh những người thiệt mạng, cũng như nỗi đau suốt hơn 50 năm mất người thân và 3 năm đấu tranh pháp lý của bà. Tháng 4 năm 2020, bà Thanh đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc về tội ác của quân đội nước này trong chiến tranh Việt Nam, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và bồi thường 30 triệu won tương đương 580 triệu đồng. Theo lời bà Thanh, vụ thảm sát xảy ra ngày 14 tháng 1 âm lịch năm 1968, binh lính Đại Hàn tấn công vào làng. Bà Thanh lúc đó 8 tuổi được dì ruột kéo xuống hầm để trốn cùng ba anh chị em nhưng bị lính Đại Hàn phát hiện. Trong bản án, được hãng tin yêu hạp trích dẫn, bà Thanh cho biết, vào thời điểm đó, các binh sĩ buộc gia đình nguyên đơn ra khỏi nhà, đe dọa bằng đạn thật và súng trước khi bắn họ. Kết quả là gia đình Nguyên Đơn đã chết tại hiện trường và Nguyên Đơn cùng những người khác bị thương nặng. Bà may mắn được người chú đưa ra Đà Nẵng cứu chữa. Vụ thảm sát được nhà báo cô Kie Ong Tê đưa ra ánh sáng khi tổ chức triển lãm ảnh về các nạn nhân làng phong nhất, phong nhị tại Seoul, ngày 9 tháng 9 năm 2016. Sự kiện này xảy ra ngày 12 tháng 2 năm 1968, sau trận càn của đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 2 đơn vị rồng xanh Hàn Quốc. Sau trận càn, Hạ Sĩ Von, thuộc đơn vị thủy bộ số 3 của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã vào tiếp quản khu vực và phát hiện nhiều thường dân bị sát hại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hạ Sĩ Von đã chụp ảnh và báo cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, sự việc chỉ được công bố sau 32 năm, theo luật giải mật của chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều năm sau đó, Nhà báo Ko Ông T đã đến Việt Nam nhiều lần để phỏng vấn cũng như tìm hiểu thêm thông tin về vụ thảm sát và cho ra đời cuốn sách 12 tháng 2 năm 1968. Trong phán quyết sơ thẩm ngày 17 tháng 2 năm 2023, tòa cho rằng bà Thanh phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng do quân đội Hàn Quốc gây ra, đồng thời khẳng định sự việc là hành động phạm pháp rõ ràng. Về thắng lợi của nguyên đơn ở cấp sơ thẩm, bà Kiều Trinh, trợ lý luật sư của văn phòng luật lo Law firm Lawin, nhận định một đất nước xin lỗi những người bị hại việc đó không gây ảnh hưởng đến uy tín của nước đó mà thực ra còn nâng uy tín lên việc tòa án ra phán quyết bồi thường cho nạn nhân việt nam về mặt lý dĩ nhiên là phải bồi thường còn về mặt tình tôi thấy rằng thông qua sự việc này người dân hay chính phủ việt nam về mặt ngoại giao cũng có cái nhìn tôn trọng hơn đối với hàn quốc việc xin lỗi cũng là hành động thể hiện hàn quốc rất coi trọng mối quan hệ với việt nam và người dân việt nam tuy nhiên con đường vẫn còn dài vì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kháng án. Bà Kiều Trinh giải thích, hiện tại bây giờ mới là ở tòa sơ thẩm, còn phải lên tòa phúc thẩm. Khi họ kháng án, có nghĩa là bản án vẫn chưa có hiệu lực chính thức, cho nên để đến khi bản án thực sự có hiệu lực thì còn rất là xa, vì bên quân đội Hàn Quốc sẽ liên tục đưa ra những phản ứng. Chị Linh, nhân viên của đài KBS Hàn Quốc, hy vọng phiên tòa sẽ được truyền thông Hàn Quốc chú ý nhiều hơn phán quyết ở cấp sơ thẩm thừa nhận trách nhiệm của hàn quốc đối với tội ác chiến tranh tại việt nam còn có ý nghĩa lớn sau này theo giải thích của chị linh đây là một phán quyết bước đầu để mở ra cơ hội cho cả hai bên việt nam và hàn quốc tìm ra hướng đi trong vấn đề mà chúng ta đã cố gắng giải quyết từ rất lâu những nạn nhân trong vụ thảm sát ở miền trung việt nam do các binh đoàn của hàn quốc gây ra trong chiến tranh việt nam cũng đã dành nhiều thời gian để đi tìm lại công lý cho bản thân và gia đình của họ việc này cũng giống như việc hàn quốc luôn yêu cầu nhật bản phải xin lỗi và công nhận sự thật đã xảy ra trong quá khứ và yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân và chúng ta sẽ có thể vượt qua quá khứ đau thương để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn thay vì cứ lờ sự việc đó vai trò của quân đội hàn quốc trong chiến tranh việt nam vẫn là chủ đề gây tranh cãi một số người hàn quốc khẳng định sự có mặt của quân đội nước này là hợp pháp vì hoa kỳ và hàn quốc lúc đó là đồng minh của việt nam cộng hòa trên lý thuyết Nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự công cộng, hỗ trợ người dân và quét sạch Việt Cộng ra khỏi lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Năm 2017, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ca ngợi tinh thần yêu nước, sự cống hiến và hy sinh của quân nhân Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam để nền kinh tế Hàn Quốc tồn tại được. Phát biểu này đã buộc đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối với đại diện sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hồi tháng 6 năm 2017. Công luận Hàn Quốc có ý kiến trái chiều về bối cảnh cũng như vai trò của binh lính Hàn Quốc ở làng Phong Nhất. Một người nêu ý kiến, vào thời điểm đó, khó có thể phân biệt được đâu là bạn đâu là thủ. Ngôi làng lúc đó là một bãi chiến trường, và rất có thể lính Việt Cộng sẽ tấn công bất kỳ lúc nào kể cả vào ban đêm. Một người khác có chung nhận định, nếu chúng ta sai thì chúng ta phải xin lỗi và bồi thường. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Việt Cộng có thể đã trà trộn và cải trang thành thường dân, và quân đội Đại Hàn khó có thể phân biệt từng người một trong chiến tranh. Nhật Bản cũng đã làm hàng loạt tội ác như vậy với người dân Trung Quốc. Một số khác đồng tình về phát quyết sơ thẩm, thậm chí yêu cầu bồi thường cao hơn. Chính phủ phải đền cho họ 100 triệu won, chứ không phải 30 triệu won. 30 triệu won là quá ít cho cả một gia đình bị tàn sát. Phiên tòa về thảm sát làng phong nhị diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc cũng tổ chức nhiều phiên xử về phụ nữ giải sầu dưới thời quân đội Nhật chiếm đóng trong Thế chiến 2. Theo giới nghiên cứu sử học, đa số nạn nhân là phụ nữ Hàn Quốc Trung Quốc và Đông Nam Á. Nhiều nhân chứng và nạn nhân Hàn Quốc đã theo đuổi vụ kiện chính quyền Tokyo trong nhiều năm nhưng chưa có kết quả. Chính phủ Nhật Bản phủ nhận các cáo buộc liên quan ngay tại Liên hiệp quốc. Nhiều đơn kiện do chính tòa án Seoul tuyên thắng trong tòa sơ thẩm nhưng lại bị phán vô hiệu ở phiên phúc thẩm nhờ quy định miễn trừ chủ quyền của Tokyo. Tư liệu mở unboxing file xin tạm dừng để cung cấp thêm thông tin bối cảnh. Nhân dịp công du Tokyo, hai ngày 16 và ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tổng thống Hàn Quốc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida và tiếp xúc với các quan chức chính phủ Nhật Bản. Hai nước láng giềng Đông Á mong muốn cải thiện quan hệ nhằm củng cố mặt trận trước mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc. Trước đó, Seoul thông báo hai quyết định quan trọng trong ngày 6 tháng 3. Thứ nhất, Hàn Quốc ngừng khiếu nại Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Thứ hai, Seoul lập quỹ vì nạn nhân cưỡng bức lao động tại Nhật trực thuộc Bộ Nội vụ, quyết định để các công ty Hàn Quốc, thay vì doanh nghiệp Nhật Bản, đứng ra bồi thường cho các nạn nhân cưỡng bức lao động thời Nhật Hoàng là một thiện chí của Tổng thống Yun Suk yun người chủ trương bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản. Ngân sách của quỹ sẽ do các công ty tư nhân tự nguyện quyên góp và từ các dự án của quỹ. Thực ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã được hưởng 500 triệu đô la từ Nhật Bản trên danh nghĩa hợp tác kinh tế trong khuôn khổ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương năm 1965. Tuy nhiên, Seoul vẫn tỏ mong muốn Tokyo tích cực ủng hộ thông qua các khoản đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản và xin lỗi đầy đủ. Dù khẳng định không chính thức xin lỗi lần nữa, chính quyền Tokyo tỏ thiện trí giúp cải thiện quan hệ song phương. Theo một quan chức ngoại giao cấp cao Nhật Bản, được trang Kyodo trích dẫn, Tokyo có thể sẽ cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản tình nguyện đóng góp vào quỹ của Hàn Quốc và bày tỏ ăn năn đối với nạn nhân cưỡng bức lao động Hàn Quốc. Chuyên gia về Đông Á Caroline Postel, vì này, Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế cho rằng những công ty Nhật Bản sẽ tham gia vì lợi ích chung hướng đến bình thường hóa quan hệ. Trước đó, nắm chủ trương của chính quyền Seoul, ngày 12 tháng 3 năm 2023, phe đối lập tại Hàn Quốc tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bản kế hoạch mới bồi thường các nạn nhân lao động. Cưỡng bức thời Nhật Bản bất chấp phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong cuộc họp hôm 7 tháng 3 khẳng định đây là một quyết định cho tương lai. Khoảng vài ngàn người đã tụ tập trước tòa thị chính của Seoul để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Họ bác bỏ kế hoạch bồi thường nạn nhân lao động cưỡng bức dưới thời bị Nhật Bản chiếm đóng vì kế hoạch này không có sự tham gia tài chính của Tokyo hay không có những lời xin lỗi chính thức từ chính phủ Nhật Bản. Đối với Kim Hai Ông Chion, đây là điều khó thể chấp nhận. Cô nói, "Thật là nhục nhã cho chúng tôi, bởi vì chính phủ đã đơn phương đưa ra thông báo với Nhật Bản, bất chấp ý kiến của đa số người dân." không có một sự phản ảnh nào về quá khứ của chúng tôi với Nhật Bản, cả về phía chúng tôi lẫn phía Nhật. Giao tiếp với Nhật Bản sẽ là điều tốt nhưng không phải theo cách làm này của chính phủ. Phương pháp này là rất nhục nhã và tôi đến đây để bày tỏ sự tức giận của mình. Tuần tới, lần đầu tiên sau 12 năm, một nguyên thủ Hàn Quốc sẽ đến thăm Nhật Bản. Chuyến công du của tổng thống Yoon Suk-yeol không khỏi khiến Kim Chang Dae phản ứng. Anh giải thích, tôi không muốn ông ấy trở về, ông ấy nên sống ở đấy. Tôi đến để bày tỏ thái độ của mình trước tình trạng không thể chấp nhận được này, bởi vì tổng thống đã hành động có lợi cho Nhật Bản, đi ngược lại ý muốn và sự đồng thuận của người dân. Theo viện ghe lớp 60% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch bồi thường do chính phủ đề xuất. Xin trở lại với nội dung chính. Bà Kiều Trinh, văn phòng luật Lo Firm Lo Win, cho biết thêm, vào thời chiến tranh, lính Nhật Bản cũng đã làm những hành động độc ác với người dân Hàn Quốc, nhưng hiện tại Chính phủ Nhật Bản vẫn làm một động tác rất sai về mặt chính trị, về tình lý. Đó là từ chối bồi thường hay xin lỗi người dân Hàn Quốc. Phong trào xin lỗi Việt Nam. Trong những năm qua, rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân Hàn Quốc đã đến thăm các nạn nhân cũng như các ngôi làng bị lính Đại Hàn càn quét trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Kusuzen, người khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam vào năm 1999, cũng đã đăng nhiều bài báo phơi bày mặt trái của quân đội Hàn Quốc khi tham chiến tại Việt Nam vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Kim Chang Sup, trưởng đoàn Quỹ Hòa Bình Hàn, Việt, cùng với các thành viên đến từ Hàn Quốc đã đọc thư xin lỗi nhân dân Việt Nam và cúi đầu xin lỗi dân làng. Tại đây, một nhà tưởng niệm đã được xây dựng nhờ sự hỗ trợ kinh phí của nhiều bên bao gồm của cả hội cựu chiến binh Hàn Quốc. Chiến tranh đã qua đi nhưng vết thương nó để lại vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người và nhiều dân tộc. Việc nhìn lại và đánh giá lịch sử nên được làm một cách khách quan bởi những con người có lương chi và không vì mục đích hay vụ lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.